Hắc Sơn Quỷ Đế thấy thế, lập tức giật nảy cả mình. Hắn biết cái kia chiến bào là Diệp Thần Thiên Ma cổ bảo biến thành, nhưng không nghĩ tới phòng ngự thế mà cường hãn đến nước này, bách quỷ bất xâm. Xoẹt! Mạc Cửu Ca trường kiếm vạch phá không khí, đã giết tới Hắc Sơn Quỷ Đế trước mặt. Quỷ ảnh thiểm độn. Trong lúc nguy cấp, Hắc Sơn Quỷ Đế vội vàng sử cái thân pháp, thân thể hóa thành một vệt quỷ ảnh, thiểm độn mở đi ra. U quỷ hỏa trụ. Tiếp theo sát, hai tay của hắn bấm quyết, quỷ hỏa nổ tung, một cây to lớn u quỷ hỏa trụ, theo Mạc Cửu Ca dưới chân phát nổ ra tới. Mạc Cửu Ca có thiên ma cổ bảo phòng ngự, mảy may không hoảng hốt, trực tiếp ngăn trở u quỷ hỏa trụ va chạm, kiếm trong tay lần nữa dùng minh mông thánh nhân oai, chém thẳng hướng Hắc Sơn Quỷ Đế. Hắc Sơn Quỷ Đế khắp nơi bị quản chế, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng chật vật lui lại, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đều là ngươi tiểu tử này ở sau lưng giở trò, ta cũng không tin, ngươi một cái thần đạo cảnh sâu kiến, còn có thể lật trời rồi. Dưới cơn thịnh nộ, Hắc Sơn Quỷ Đế trực tiếp cải biến mục tiêu, sẽ không tiếp tục cùng Mạc Cửu Ca chiến đấu, mà là hóa thân thành một đạo màu đen quỷ ảnh, nhanh như tia chớp hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi. Mạc Cửu Ca một mực tại chằm chằm phòng, thấy Hắc Sơn Quỷ Đế bạo động trong nháy mắt, hắn cũng là cấp tốc phản ứng, huy kiếm chặn đường. Phốc xích. Hắn nhất kiếm đánh xuyên Hắc Sơn Quỷ Đế đầu vai, đem người sau thân thể chặn lại. Nhưng không ngờ, Hắc Sơn Quỷ Đế linh hồn, nhưng từ thân thể bên trong thoát xác mà ra, hắc hắc cười gằn, một cái phi đột, liền chui vào Diệp Thần trong óc. Lần này nổi lên biến cố, Nhậm Thùy đều không ngờ rằng. Tại Hắc Sơn Quỷ Đế linh hồn chui vào trong nháy mắt, Diệp Thần vẻ mặt cũng là chìm xuống, nhưng không chút kinh hoàng, thậm chí mừng rỡ. Ha ha, ngươi dám vào trong thức hải của ta, đơn giản muốn chết. Diệp Thần nở nụ cười, luận thân thể sức chiến đấu, hắn dĩ nhiên kém xa Tít Tắp Thiên Đế, nhưng nếu là luận tinh thần cường độ, luận hồn phách ý chí, luận đạo tâm chi cứng cỏi, hắn không kém gì bất luận cái gì người. Coi như thế gian cấp cao nhất Thiên Đế, xông vào Diệp Thần trong óc, cũng không cách nào cho Diệp Thần tạo thành cái gì bị thương. Luân hồi đạo tâm mạnh mẽ, thậm chí lăng giá chư thiên. Hắc Sơn Quỷ Đế linh hồn xông vào, mong muốn trực tiếp xé rách Diệp Thần, lại hoảng sợ phát hiện, Diệp Thần đạo tâm tinh thần vô cùng bền bỉ, hắn dùng thiên đế oai, đều không thể dung chuyển một chút. Không, không có khả năng, đạo tâm của ngươi, làm sao lại mạnh mẽ đến nước này. Hắc Sơn Quỷ Đế cảm thấy tra được một màn này, lập tức kinh hãi vạn phần, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần chỉ có thần đạo cảnh 6 tầng trời tu vi, chỉ cần mình tìm tới cơ hội xâm nhập hắn linh hồn, là có thể theo căn nguyên thượng tướng Diệp Thần xé nát. Nhưng không ngờ, Diệp Thần tinh thần mạnh mẽ, vượt xa dự liệu của hắn. Chết đi! Diệp Thần cười nhạt một chút, liền muốn vận chuyển luân hồi đạo tâm, trực tiếp chu diệt Hắc Sơn Quỷ Đế. Nhưng lúc này, theo hắn luân hồi trong mộ địa, lại có một đạo màu đen tinh mang vọt lên, như tên nỏ như lợi kiếm, xùy một tiếng, hung hăng chạm tại Hắc Sơn Quỷ Đế trên linh hồn. Hắc Sơn Quỷ Đế a một tiếng hét thảm, linh hồn dĩ nhiên bị chạm diệt, tan thành mây khói. Diệp Thần cảm giác được một màn này, lập tức hơi kinh ngạc, tinh thần hội tụ đến luân hồi trong mộ địa, kinh ngạc nhìn xem một khối mộ bia. Đó là hư không quỷ diện mộ bia. Vừa mới liền là theo hư không quỷ diện mộ bia bên trong, đã tuôn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp chém giết Hắc Sơn Quỷ Đế. Quỷ đạo tổ sư, là ngươi sao? Diệp Thần kinh ngạc đặt câu hỏi, hư không quỷ diện tức là quỷ đạo tổ sư, chư thiên quỷ đạo lão tổ tông, hắn thấy quỷ đạo tổ sư kỳ thật đã sớm thức tỉnh, chỉ là bởi vì một chút hiểu lầm, một mực tại trốn tránh hắn, không hề lộ diện. Nhưng vừa mới quỷ đạo tổ sư ra tay, tựa hồ là lo lắng an nguy của hắn, sợ hắn sẽ bị Hắc Sơn Quỷ Đế gây thương tích. Mộ bia yên lặng, qua sau một lúc, mới lóe ra một cỗ hắc ám hào quang, từ trong đó chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh già nua. Đó chính là hư không quỷ diệt, quỷ đạo tổ sư. Quỷ đạo tổ sư bế nghễ lấy Diệp Thần, hắn thân thể cao lớn hùng vĩ, chỉ là đứng vững, liền rõ ràng lấy một cỗ khí thế không thể địch nổi. Hắn người mặc một bộ áo bào đen chung quanh có từng khỏa đầu lâu xoay tròn quay quanh, cả người tựa như là đêm tối cùng ma hồn chúa tể. Hắn khuôn mặt lõm sâu, như là tận lực tạc thành góc cạnh rõ ràng, linh hoạt kỳ ảo cặp mắt mang bắn ra bốn phía, như hai khỏa u lãnh tinh thần. Diệp Thần bị hắn đặc biệt khí chàng chấn nhiếp, gần như không thể hô hấp, phảng phất đứng tại quỷ thần trước mặt. Quỷ đạo tổ sư xòe tay ra,
Diệp Thần trên thân bay ra một cái mặt nạ đồng xanh, rơi xuống trong tay hắn, hắn đem chậm rãi đeo tại trên mặt của mình. Này mặt nạ, chính là hắn năm đó thành đồng quỷ diệt, một lần nữa đeo bên trên sau mặt nạ, quỷ đạo tổ sư càng bày biện ra một cỗ khí thế bức người, gọi người không dám nhìn thẳng. Mộ chủ, ta, chấm, ta lòng tham loạn. Quỷ đạo tổ sư mở miệng, thanh âm mang theo vô biên thống khổ cùng dãy giụa. Tiền bối, ngươi. Diệp Thần mờ mịt. Quỷ đạo tổ sư nói, năm đó ta đánh với Sửu Thần một trận, tại trong lúc nguy cấp, ngươi không thể tới cứu ta, trong lòng ta rất là ủy khuất phẫn hận. Nhưng, ta biết, đây không phải vấn đề của ngươi, nghịch chuyển thời không, cải biến đã phát sinh vận mệnh, đây là hành vi nghịch thiên, không hề dễ dàng. Diệp Thần ngẩn ngơ, từ trên người quỷ đạo tổ sư, mơ hồ bắt được một tia sương mù, cái kia tựa hồ là Sửu Thần mê hoặc sương mù. Quỷ đạo tổ sư, bị Sửu Thần mê hoặc qua. Cảm thấy được này, Diệp Thần kinh hãi, nói quỷ đạo tổ sư, người bị Sửu Thần mê hoặc. Hắn là đang cố ý ly gián phân hóa chúng ta, nếu như người thật có nguy nan, mà ta lại có năng lực giải quyết, ta nhất định sẽ không cứu. Quỷ đạo tổ sư mê mang nói, ta bị Sửu Thần mê hoặc. Khả năng đi, ta không biết, ta đạo tâm một mảnh hỗn loạn, nhưng ta có thể xác định, người tuyệt sẽ không tổn thương ta. Diệp Thần là luân hồi mộ địa mộ chủ, có trưởng khống hết thảy tư cách, nếu là hắn nguyện ý, một ý niệm, là có thể gạt bỏ trong mộ địa tồn tại. Nhưng bây giờ, Diệp Thần cũng không có thương tổn quỷ đạo tổ sư. Quỷ đạo tổ sư, chấm, Diệp Thần nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Quỷ đạo tổ sư nói, mộ chủ, nếu như có khả năng, ta muốn mời ngươi đi lãnh địa của ta, hư không quỷ giới một chuyến. Nếu như có thể trở lại hư không quỷ giới. Ta thần thức có lẽ có thể thanh minh bây giờ rất nhiều bao la mờ mịt quấn thân, ta thấy không rõ tương lai đường. Một chút. Diệp Thần nói, muốn ta đi hư không quỷ giới sao? Quỷ đạo tổ sư nói, đúng vậy, nhưng bây giờ còn chưa được, ngươi tu vi còn chưa đủ. Ít nhất, muốn tấn thăng đến thần đạo cảnh 7 tầng trời đi. Ta quỷ tộc hậu nhân, đối ngươi thành kiến cửu hận hẳn là phi thường lớn, khó mà hóa giải, chỉ có ngươi tự mình đi. Mới có cơ hội hóa giải hết thảy hiểu lầm. Hư không quỷ giới khắp nơi hiểm ác, dùng Diệp Thần trước mắt tu vi tiến đến, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Quỷ đạo tổ sư muốn chờ hắn thăng cấp đến thần đạo cảnh 7 tầng trời, lại đi tới. Trước mắt Diệp Thần tu vi là 6 tầng trời, cùng 7 tầng trời nhìn như chỉ có một bước khoảng cách, nhưng trên thực tế cả hai chênh lệch to lớn. Dù sao 7 tầng trời, đã coi như là thần đạo cảnh hậu kỳ. Mà 6 tầng trời, chẳng qua là trung kỳ. Hậu kỳ cùng trung kỳ ở giữa, thần cách cường độ, tu vi cường độ, có to lớn khác nhau. Diệp Thần tâm có chút suy nghĩ, nói tốt, tiền bối, chờ ta tấn thăng 7 tầng trời về sau, ta nhất định sẽ đi lãnh địa của ngươi một chuyến. Khẳng định là bởi vì Sửu Thần mê hoặc, cho nên quỷ đạo tổ sư cùng hậu duệ của hắn, đối Diệp Thần hiểu lầm phi thường lớn, thậm chí có không ít quỷ tộc người tràn ngập cừu hận. Tưởng rằng Diệp Thần thấy chết không cứu, mới đưa đến quỷ đạo tổ sư bị Sửu Thần giết chết. Lớn như vậy hiểu lầm, chỉ có Diệp Thần tự mình đi hư không quỷ giới một dạng, mới có cơ hội giải thích rõ ràng. Mà lại, Viêm Thiên Đế Đầu, cũng phong tồn tại hư không quỷ giới bên trong. Nếu như có thể đạt được Viêm Thiên Đế Đầu, Diệp Thần là có thể triệt để bù đắp Viêm Thiên Đế Đạo Thống, thiên hỏa mệnh tinh sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Còn có, hư không quỷ giới bên trong. Còn có một kiện phi thường mạnh mẽ cùng pháp bảo đáng sợ, cái kia chính là Thôn Hồn Quỷ Châu. Thôn Hồn Quỷ Châu, là quỷ đạo ba đại chí bảo một trong, cũng là trong đó nhân vật cường hãn nhất, có thể thôn phệ linh hồn. Thôn Hồn Quỷ Châu năng lượng, 10 điểm khủng bố, chỉ cần tiêm nhiễm một chút, tự thân liền sẽ lâm vào vô tận kinh khủng, cho dù là tại hư không quỷ giới bên trong, cũng không người dám đụng vào pháp bảo này. Này Thôn Hồn Quỷ Châu. Năm đó là quỷ đạo tổ sư hạch tâm pháp bảo, có thể xưng bản mệnh tồn tại, tại sau khi hắn chết, pháp bảo này rốt cuộc không người có thể trưởng khống. Diệp Thần nhớ tới phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Mộng. Triệu Ngưng Mộng là 7 ác mộng một trong, nàng từng mượn dùng Thôn Hồn Quỷ Châu lực lượng, dùng một cái kinh khủng, đi áp chế một cái khác kinh khủng. Nàng từng nói qua, nếu như có thể hoàn chỉnh trưởng khống Thôn Hồn Quỷ Châu, là có thể trực tiếp thôn vệ hết ác mộng suối chi thủy năng lượng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết thảy. Nhưng nghĩ chấp trưởng Thôn Hồn Quỷ Châu, rất khó, vô cùng khó, coi như là gọi hiện tại quỷ đạo tổ sư đi trưởng khống, đều không nắm được,
bởi vì quỷ đạo tổ sư thân thể đã vẫn diệt, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, dùng trước mắt hắn lực lượng, vô pháp trưởng khống cái kia chí bảo. Những người khác mong muốn trưởng khống, cái kia càng là ý nghĩ hão huyền, người si nói mộng. Quỷ đạo tổ sư nói, mộ chủ, chờ ngươi đi đến lãnh địa của ta về sau, có lẽ có khả năng thử một chút trưởng khống thôn hồn quỷ châu, mặc dù rất khó, nhưng dùng đạo tâm của ngươi, nói không chừng còn là có thể trưởng khống cơ hội. Diệp thần mặc dù biết này hết sức gian nan, nhưng vẫn là gật đầu nói đúng. Quỷ đạo tổ sư gật đầu, lại móc ra một bản cổ lão thư quyển, giao cho Diệp thần, nói, bản này huyền môn quỷ sách, là ta suốt đời tâm huyết sáng tạo, bên trong ghi chép ta đủ loại quỷ đạo bí pháp, ngươi có khả năng nếm thử tu luyện, nhìn một chút có thể nắm giữ bao nhiêu. Ngươi học được huyền môn quỷ trên sách bí pháp, đằng sau đi đến hư không quỷ giới, làm việc cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Diệp thần cung kính nói, đúng, đa tạ tiền bối truyền công. Diệp thần tiếp nhận thư quyển, chỉ thấy bìa in huyền môn quỷ sách bốn chữ, kiểu chữ cong vẹo như vặn vẹo ác quỷ, chung quanh còn dính nhuộm từng sợi tơ máu, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Mở sách quyển, chỉ thấy trong sách, ghi lại đủ loại cùng quỷ đạo tương quan bí thuật, thao hồn, khống quỷ, luyện thi, nhiếp hồn, mê hoặc, nhập mộng các loại, vừa mới hắc sơn quỷ đế chỗ làm u quỷ hỏa trụ, quỷ ảnh thiểm đột, ác quỷ quấn thân các loại bí pháp, tại trong sách đều có ghi chép. Bản này huyền môn quỷ sách, có thể nói là quỷ đạo bí pháp bách khoa toàn thư, bác đại tinh thâm, cuồn cuộn phong phú. Ngoại trừ thuật pháp thần thông bên ngoài, còn ghi chép rất nhiều quỷ đạo luyện chế pháp bảo chi pháp, thu vào đủ loại chế tạo bản vẽ. Diệp thần vội vàng đọc qua một lần, sơ bộ lĩnh ngộ đủ loại quỷ đạo bí pháp. Tiền bối, người này huyền môn quỷ sách bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận. Ta về sau nhất định thật tốt tu luyện. Diệp thần lần nữa chắp tay tạ ơn, tinh thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, liền thấy hắc sơn quỷ đế linh hồn vẫn diệt về sau, thân thể cũng đi theo chết đi, trực tiếp rớt xuống đất. Luân hồi chi chủ, ngươi diệt sát hắc sơn quỷ đế linh hồn. Mạc cửu ca kinh hãi vô cùng nhìn xem Diệp thần, hắn thấy hắc sơn quỷ đế linh hồn, đã chết đi. Hắc sơn quỷ đế chui vào Diệp thần trong thức hải. Không những không có thể gây tổn thương cho hại đến Diệp thần, ngược lại bị giết ngược lại. Đương nhiên, đây thật ra là quỷ đạo tổ sư tự mình ra tay, chu diệt hắc sơn quỷ đế, nhưng luân hồi mộ địa bí mật, Diệp thần đương nhiên sẽ không lộ ra. Hắc sơn quỷ đế đã chết, hắn thân thể, vừa vặn có thể đem ra rèn đúc hải đăng, vì thủy tĩnh nguyên trùng kiến đạo tâm trật tự. Diệp thần nhìn một chút hắc sơn quỷ đế thi thể, lại nhìn một chút thủy tĩnh nguyên. Hắn thần giáp mệnh tinh phòng hộ, chống đỡ không được quá lâu, dù sao luân hồi đồ vật, thủy tĩnh nguyên người ngoài này, vô pháp dung hợp. Hiện tại thủy tĩnh nguyên trên mặt, đã có vẻ thống khổ, hắn rõ ràng cũng sắp không chịu được nữa. Tốt, này hắc sơn quỷ đế, chính là rèn đúc hải đăng tuyệt hảo tế phẩm. Mạc cửu ca tầm mắt sáng lên, tay cầm cách không một túm, liền đem hắc sơn quỷ đế thân thể nắm lên, dự định rèn đúc thành một tòa hải đăng, vì thủy tĩnh nguyên trùng kiến trật tự. Vững chắc người sau đạo tâm. Hắn đánh ra từng đạo thần quang, như xiềng xích kiểm quấn quanh hắc sơn quỷ đế thi thể, nhưng theo hắc sơn quỷ đế trong thi thể, truyền ra trận trận hắc ám quỷ khí, đối kháng hắn thuật pháp. A, cái tên này, mặc dù chết rồi, nhưng thân thể lưu lại quỷ khí, lại vẫn là hết sức hung mãnh, mong muốn luyện hóa không dễ dàng a. Mạc cửu ca gương mặt khẽ biến, thấy luyện hóa hắc sơn quỷ đế gian nan. Diệp thần thản nhiên nói, để cho ta tới đi. Tay hắn vồ lấy, cách không bắt lấy hắc sơn quỷ đế thi thể, thi triển ra huyền môn quỷ sách xác thối chi pháp, từng sợi quỷ khí xâm nhập hắc sơn quỷ đế trong thi thể, trực tiếp đưa hắn thi thể ăn mòn đi, hòa tan thành một đoàn hắc ám năng lượng tinh thuần chất lỏng. Nhìn thấy một màn này, mà cửu ca cùng quái thiên đế đều là giật mình, không nghĩ tới Diệp thần còn có cường đại như vậy thủ đoạn, có thể hòa tan thiên đế thi thể. Đây chính là huyền môn quỷ sách chỗ cường đại, bên trong chỗ ghi lại xác thối quỷ pháp, có thể ăn mòn hết thảy thân thể, hắc sơn quỷ đế bản thân liền là tu luyện quỷ đạo bí pháp, Diệp thần mong muốn luyện hóa thi thể của hắn, cái kia càng là dễ như trở bàn tay. Tại đem hắc sơn quỷ đế thi thể dung luyện sau khi thành công, Diệp thần lại thi triển luân hồi pháp, lục đạo luân hồi luân bàn tại chuyển động, từng sợi năng lượng xen lẫn, dần dần rèn đúc thành một tòa hải đăng. Luân hồi thông thiên. Hải đăng đúc thành, vĩnh trấn tà ma, bất diệt bất hủ. Diệp thần trong miệng phát ra ngâm sướng, đánh ra từng đoạn ấn quyết,
tại chỗ liền đúc tạo ra được một tòa rực rỡ luân hồi hải đăng. Hải đăng toàn thân sáng chói vàng óng, lóng lánh vô tận thần huy, nền móng là hắc diệu thạch hắc ám màu sắc, đó là hắc sơn quỷ đế linh khí năng lượng. Này tòa hải đăng, dùng hắc sơn quỷ đế linh khí làm căn cơ, 10 điểm cường hãn, dùng tới chấn thủ thủy tĩnh nguyên đạo tâm, đó là dư xài. Thấy luân hồi hải đăng đúc thành, mà cửu ca cùng quái thiên đế ngước nhìn, trong lòng đều sản sinh ra một cỗ sùng bái cảm giác, thậm chí mong muốn quỳ xuống thần phục, rõ ràng luân hồi pháp tắc cường hãn cùng hạo đại. Diệp thần vung tay lên, trong chốc lát, luân hồi hải đăng oanh long long một hồi vang, liền hướng thủy tĩnh nguyên thân thể bên trong dung hợp mà đi. Thủy tĩnh nguyên biết diệp thần là muốn cứu vớt hắn, cho nên cũng không có kháng cự, hoàn toàn đón nhận luân hồi hải đăng. Ông! Luân hồi hải đăng, triệt để dung nhập hắn trong cơ thể, hắn trên trán thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ rớt xuống, trở lại diệp thần trong tay. Xoạt! Thủy tĩnh nguyên mở hai mắt ra, thương hải xanh thẳm hai con ngươi, lộ ra thật sâu trong veo, không có một chút tỉ vết. Theo đôi mắt của hắn đến xem, ý thức của hắn rõ ràng đã khôi phục, không nữa hỗn loạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần, Mạc Cửu Ca, Quái Thiên Đế ba người, đều là kinh hỉ. Mạc Cửu Ca đạo, Thủy Tĩnh Nguyên, người đạo tâm khôi phục rồi. Thủy Tĩnh Nguyên gật đầu nói, đúng, đa tạ chư vị, đạo tâm của ta tinh thần, đã khôi phục, nhưng nghĩ tới phương chu kế hoạch phá diệt, muôn vàn phương chu như lưu tinh trụy lạc hình ảnh, vẫn cảm thấy 10 điểm tiếc nuối tiếc hận. Ta đến từ tinh không phía trên, từng kinh nghiệm bản thân phương chu kế hoạch, nhưng còn không thấy kết cục. Ta liền đi rơi xuống không không lúc nào không. Ta không nghĩ tới, nguyên lai kế hoạch kia kết cục, đúng là bi thảm như vậy. Tinh không phía trên chủng tộc, khả năng đều chết sạch đi. Nói xong lời cuối cùng, Thủy Tĩnh Nguyên trong giọng nói cũng là mang theo vô tận sầu não, tinh không bỉ ngạn có thể nói là cố hương của hắn. Theo phương chu kế hoạch phá diệt đến xem, cố hương của hắn khả năng đã triệt để hủy diệt, sinh linh chết tận, thiên địa hóa thành phế tích. Vô số người tha thiết ước mơ cực nhạc thế giới, trong truyền thuyết tinh không bỉ ngạn, khả năng so không không lúc nào không còn muốn hắc ám. Mạc Cửu Ca trấn an nói, Thủy Tĩnh Nguyên, không cần quá thương tâm, nếu như thực sự không thể quay về tinh không bỉ ngạn, người lưu lại cũng không tệ, chúng ta là bạn tốt. Dừng một chút, vừa chỉ Diệp Thần, nói, lần này ngươi đạo tâm có thể khôi phục, luân hồi chi chủ bỏ bao nhiêu công sức, ngươi có thể được thật tốt cảm tạ hắn. Tốt nhất có thể giúp hắn rửa sạch tinh không trái cấm sa đọa hắc ám. Ngô! Thủy Tĩnh Nguyên tầm mắt nhìn về phía Diệp Thần cánh tay trái, mặc dù có quần áo che giấu, nhưng hắn thiên cơ nhìn rõ, cũng là nhìn thấy cái kia tinh không trái cấm hắc ám sa đọa. Tốt nồng hậu dày đặc ác đọa khí tức, thế gian lại có này loại trái cấm. Thủy Tĩnh Nguyên phát ra một hồi thanh âm kinh ngạc, nhíu mày trầm tư một thoáng, nói, này trái cấm hắc ám quá kinh khủng, ta nếu là hỗ trợ rửa sạch. Ta tự thân cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Ta còn muốn trở lại tinh không bỉ ngạn đi lên, nơi này không phải quê hương của ta, ta không sớm thì muộn muốn về đến cố hương của ta đi, ta không thể lãng phí quá nhiều tinh lực. Mạc Cửu Ca trầm giọng nói, ngươi không chịu giúp luân hồi chi chủ. Thủy Tĩnh Nguyên nói, đúng vậy, ta không có thể giúp các ngươi mặt khác để một cái yêu cầu, ta báo đáp xong các ngươi, giải quyết nhân quả, ta là có thể giết chết các ngươi. Giết chết chúng ta. Mạc Cửu Ca cho là mình nghe lầm. Đúng vậy, ta muốn về tinh không bỉ ngạn, cửu thiên thần tàng bên kia, hẳn là lưu lại có không ít tài nguyên, có thể đến giúp ta. Nhưng, cửu thiên thần tàng có cấm chế thủ hộ, ngoại nhân không cách nào bước vào. Nghĩ xông phá cấm chế lời, cần cầm nhân mạng đi lấp. Máu tươi của các ngươi tính mệnh, hẳn là có khả năng xông phá cửu thiên thần tàng cấm chế. Thủy Tĩnh Nguyên tầm mắt quét mắt Diệp Thần. Mạc Cửu Ca, Quái Thiên Đế ba người, ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm, đạm mạc đến đáng sợ. Mạc Cửu Ca đồng tử co vào, nói ta coi ngươi là bạn, lần này vì cứu vớt ngươi, ta cùng luân hồi chi chủ, Quái Thiên Đế đại nhân, đều ra lực lượng lớn nhất, ngươi thế mà muốn giết chúng ta. Thủy Tĩnh Nguyên thản nhiên nói, ta cũng khi các ngươi là bằng hữu, cho nên ta sẽ báo đáp các ngươi, nói đi, các ngươi có thỉnh cầu gì. Chờ báo đáp xong các ngươi, ta lại cử động sát thủ. Kỳ thật ta cũng không muốn giết người, nhưng muốn trở về tinh không bỉ ngạn, cũng nên có hy sinh, ta sẽ ghi khắc tên của các ngươi, tương lai có một ngày, ta nếu có thể trở lại tinh không phía trên, tên của các ngươi, sẽ điêu khắc ở trên trời sao. Diệp Thần nghe xong Thủy Tĩnh Nguyên một phen, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống,
nói ta vừa giúp ngươi đúc thành hải đăng, ngươi liền muốn giết ta, đây là ta không có nghĩ tới. Nếu như Thủy Tĩnh Nguyên là bởi vì cừu hận điên cuồng mà giết người, cái kia Diệp Thần cũng sẽ không nói cái gì, nhưng đối phương thời khắc này thái độ, lại là lạnh lùng như vậy bình thản đến để cho người ta dùng mình. Có thể tưởng tượng, vì trở lại tinh không bỉ ngạn, Thủy Tĩnh Nguyên nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đã như vậy, trong lòng ngươi hải đăng, cũng không cần thiết lại bảo lưu lại. Bảo cho ta. Diệp Thần tầm mắt lạnh lẽo, tiên hạ thủ vi cường, thủ ấn bóp, quát lên một tiếng lớn, trực tiếp dẫn nổ hải đăng. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, Thủy Tĩnh Nguyên trong nội tâm hải đăng, tại chỗ liền nổ tung, hắn nhận to lớn trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, ho khan một thoáng, khóe miệng thẩm thấu ra máu tươi, gương mặt lập tức tái nhợt. Cái kia hải đăng là luân hồi hải đăng, là Diệp Thần tự tay rèn đúc, Diệp Thần tự nhiên có khả năng trưởng khống hết thảy. Mau ra tay, trấn áp hắn. Diệp Thần quát to. Hiện tại theo luân hồi hải đăng nổ tung, Thủy Tĩnh Nguyên nhận trọng thương, chính là trấn áp hắn lớn thời cơ tốt, nếu như bỏ qua, lại nghĩ chế trụ hắn, cái kia đem muôn vàn khó khăn. Dù sao Thủy Tĩnh Nguyên là cửu thiên linh thủy hóa thân, tu vi của hắn nội tình 10 điểm thâm hậu, đủ để so sánh đỉnh cấp thiên đế. Mà cửu ca suy nghĩ xuất thần, hắn nhớ tình cũ, không đành lòng ra tay tổn thương. Quái thiên đế phản ứng cấp tốc, đang nghe Diệp Thần lời nói về sau, hừ một tiếng, lập tức nổ lên ra tay, từng mai đồng tiền kim quang bùng lên, vù vù rung động, xỏ xuyên qua hư không phá giết mà ra, trực hướng về Thủy Tĩnh Nguyên đánh tới. Thiên thủy huyễn màn, Thủy Tĩnh Nguyên thụ thương phía dưới, lại như cũng duy trì mạnh mẽ sức chiến đấu, chỉ thấy bàn tay hắn khẽ động, thương hải thủy triều dâng trào, bốc lên hóa thành một mảng lớn màn nước, ngăn trở quái thiên đế công kích. Mà tại ngăn trở quái thiên đế công kích về sau, Thủy Tĩnh Nguyên nhếch miệng lên một tia lãnh khốc đường cong, nói. Luân hồi chi chủ, người dẫn nổ hải đăng cũng vô dụng. Đạo tâm của ta đã khôi phục, liền sẽ không lại tùy tiện mê thất. Người nghĩ tiên hạ thủ vi cường, cái kia cũng đừng trách ta thống hạ sát thủ. Chỉ nghe oanh long long nổ vang, Thủy Tĩnh Nguyên thân thể năng lượng dâng trào, lần nữa hiển hóa ra hải thần pháp tướng, thân thể hóa thành mấy ngàn trượng cao. Toàn thân làn da xanh thẳm, tóc dài phất phới, tầm mắt thâm thúy, tay cầm hải thần tam xoa kích, nguy nga uy mãnh như tinh không phía trên chiến thần. Trên người hắn bộc phát ra cuồng bạo năng lượng ba động, trực tiếp thúc giục toàn bộ lòng đất cổ mộ. Lòng đất cổ mộ triệt để đổ sụp, thậm chí liền trên mặt đất huyết linh hỏa trì, cũng nhận ảnh hưởng, hỏa trì nổ tung, vô số dị hỏa dòng năng lượng trôi mà ra, bốn phía kịch liệt rung chuyển, thậm chí như dung nham phun trào phóng lên tận trời. Đem chân trời đốt thành màu huyết hồng, vô số dòng lửa như thiên tinh rơi xuống bắn ra bốn phía, tựa như ngày tận thế tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 525.